Xin chào tất cả các bạn, và video này tôi sẽ mở đầu ra một loạt cái video về Canvas HTML5, và tôi sẽ sử dụng các cái video của ông Bucky Robert ở trong kênh The New Boston. Cái này thì tôi cũng làm rất nhiều video ở trên từ những cái video của The New Boston rồi, thì chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều về cái này nữa. Và video này chúng ta làm với cái video đầu tiên về HTML5 Canvas. Và quan điểm của tôi là sẽ làm cắt ngắn gọn. Thí dụ những cái gì tôi cảm thấy cần thiết, thật cần thiết thì tôi sẽ để lại và làm cho những cái video nó ngắn và chúng ta làm nhanh hơn nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và có thể trong quá trình làm thì tôi có thể bỏ qua những cái đoạn đấy, bởi vì chúng ta không cần phải theo dõi tất cả những cái đoạn ông ấy coding, và có thể chúng ta từng đoạn một chẳng hạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái đoạn HTML nhé. Và chúng ta có head đúng không? Và chúng ta phải có body nữa chứ, đúng nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ làm một chút về styling nha. Style. Và ở trong HTML5 thì chúng ta chỉ cần viết style là đủ, chúng ta không cần phải nói text hay CSS gì nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy vào Chrome và chúng ta sẽ thấy trắng trơn phải không? Ok. Đầu tiên tôi sẽ muốn thay đổi cái màu background 2 chấm và 6 số 9 luôn, là màu gray đấy, màu ghi à. Và chúng ta refresh và chúng ta thấy có màu ghi. Và tại sao tôi lại muốn nó có màu gray, màu ghi? Bởi vì là chúng ta sẽ không muốn nó có màu trắng, bởi vì màu trắng lại trên màu trắng nhiều khi chúng ta không nhìn thấy rõ cái canvas thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ styling cho cái canvas. Và chúng ta sẽ làm styling nó, tức là chúng ta sẽ làm CSS cho nó bằng by ID, và nhất định cái canvas của mình sẽ phải có cái ID nhé. Và chúng ta đã thấy là cái body nó có màu background là màu ghi, và chúng ta có thể để cho cái canvas màu trắng, đúng không? Và như thế nó sẽ nổi bật ở trên đấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái border 1 pixel solid white nha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nhé. Và bây giờ chúng ta phải tạo ra cái canvas, bởi vì đúng không? Và tạo ra canvas trong HTML5 nó như thế này. Và chúng ta dùng cái tag gọi là canvas. Những cái mà nếu mà chúng ta làm về HTML5 thì chúng ta phải dùng với các cái browser đời mới nhá. Thí dụ như tốt nhất là các bạn hãy tải Google Chrome, và chúng ta sẽ làm việc với Google Chrome hoặc là Firefox. Và chúng ta phải viết vào đây là get new browser. Ok. Nếu mà các bạn dùng những cái browser cũ là chúng ta sẽ không nhìn thấy, và nó sẽ không thể hiện được cái canvas này. Những cái browser mà nó không tương thích với HTML5 á, hoặc nó chưa có những cái trang bị những cái phương tiện của HTML5 thì chúng ta sẽ không nhìn thấy
Và tất nhiên là chúng ta phải đặt cái ID bằng canvas, bởi vì muốn bởi vì chỉ có như thế này thì chúng ta mới có thể styling đặc biệt cho nó bằng cái lệnh này, đúng không? Và chúng ta đặt cho nó là 600, width là 600 và height là 300. Và chúng ta không cần phải đặt là pixel hay px hay cái gì cả. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta nhìn thấy cái body background nó và màu ghi và canvas nổi bật trên thế này, một chiều 600, một chiều 300, ok. Và như vậy là cái video đầu tiên chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã tạo ra một cái canvas, chúng ta đã tạo, chúng ta đã styling cho nó một a little bit, đúng không? Và chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang cái video thứ hai.